Bùi Văn Cường đang chuẩn bị thả bơm mà. Chị Cường, Phan Văn Cường hả? Mạnh hơn, mạnh hơn. Ok, ok. Cái này là cần 4 khối này. Ừ, hôm này 5-6 khối rồi. Cứ cho nó chạy thôi. Cứ nắng rưa rưa là nó lên thôi. Là sao anh? Sử dụng chạy vậy nó hoạt động á chứ. Tháo ra. Dạ. Có lên hồ được không? Cho lên luôn đi. Hồi nãy anh Dương tháo cái hộp ra mà. Mới có phân nửa thôi, tốc độ thôi anh ơi. Những cái trường hợp này là bạn phải đi cái ống nó. Bạn đã quay trở lại với kênh Solo Vô Hành nha. Nay tôi đang có mặt tại khu gì quên ta, Bình Phước. Bình Phước còn mình có nơi chỗ gì ta? Lát hồ chủ nhà mà lắp một hệ bơm 3 ngựa đẩy giếng sâu 100m mà tưới cho vườn sầu này. Vườn sầu này chắc cũng khoảng 4 năm rồi đấy, mình đoán thôi chứ chưa biết. Để lát nó hỏi anh chủ nhà cái. Đây vườn sầu nè, chắc cũng cỡ này cho trái được rồi, chắc cũng tầm 4 năm rồi đấy. Mấy anh em đang chuẩn bị để làm cái giá để bắn pin lên trên máy. Bơm dis full nha bạn. Con bơm này đẩy siêu cao 100m. Con này đẩy tới 100 mấy á, 110 mấy rồi. Nhưng mà ở độ cao 97m 95m nó đạt được 5 khối nha. Cái giếng của anh đây là khoảng đúng 100m ha. Đúng 100m. Đi ống này ống 35. Không biết như nước như thế nào đây. Hiện tại bây giờ cũng trời cũng về chiều, nhưng mà ngày nay trời không có trong. Đây là giật pin. Ở đây là có 8 tấm pin, trên đây là 6 tấm, này 2 tấm nữa. 8 tấm này nó tiếp hết cho mình. Dạ. Cái nắp đại gì anh? Không, cái đó là chống quay ngược động cơ để trường hợp nó xả về. Dạ. Dạ. Nó không phải lớp B, nó có một cái khe hở anh. Đây là vườn anh trồng sầu riêng ở đây, anh trồng được 4 năm chưa? Mấy cây to to dưới đây nè. À, 3 mấy tháng hả? Mới 3 năm mấy mà to ghê bạn. 3 năm mấy mà quá to rồi. Năm sau ăn được rồi. Ông thợ Bùi Văn Cường đang chuẩn bị thả bơm mà. Bùi Văn Cường phải không? Đúng. Cái gì Cường? Phan Văn Cường hả? Có Cường rồi được rồi. Mấy anh em đã đấu xong à. Bơm hiện tại giờ nó chạy nè. 21, 22 thôi. Được tiêu điện. 21, 22 thôi. Tại không có nắng. Xem coi. Lên nước không? Bao nhiêu rồi? 3.000 không? À, trời không nắng mà. 100m. Ông nãy thả 76m. Nước bây giờ đã lên. Bơm độ sâu 76m, đang thang thả 76m. Đổ dòng cái anh Dương ơi. Đất đỏ này nó dơ thì thôi khỏi bàn. Sau khi đảo chiều. Nhiều khi cái bơm này đẩy cao hồi nãy vậy là đúng hơn chứ. Mạnh không? Chạy chưa?
Ô, mạnh hơn, mạnh hơn. Ok, ok. Đúng rồi, đúng chiều rồi, để nắp đi. Ồ. Để sâu 70 76 m. Đó, mạnh rồi đó. Sáu khối đó. 5-6 khối đó. Cái này là cần 4 khối này. Ừ. Ống này 5-6 khối rồi, tại vì ống này tới ống 35 luôn mà. Rồi có 2 ngàn mấy à? Mới 2 ngàn mấy, với phần nữa thôi. Mới được nữa. Cứ cho nó chạy thôi. Sao anh Thắng? Ok chưa? Đâu phải để mất điện nữa đâu mà sợ rồi ấy. Không giàu đâu. Giờ không ai không phải lo gì. Cứ nắng rưa rưa là nó lên thôi. Cho thổi thổi nhỏ cái này ra. Dạ. Giữa cái bộ đó và cái bơm này là nếu như có khi nào mà một cái bộ điều khiển bên trong đó, là một bên đó mà nó không hoạt động hay là nó liên quan đến cái bơm. Là sao anh? Nếu có trường hợp đó anh phải điện lên em để anh hỏi. Là sao? Là sao? Cái điều khiển trong với cái bơm này phải không? Có khi nào cái điều khiển bên trong nó không hoạt động? Có chứ. Trừ khi anh tắt rồi nó đâu hoạt động. Không có sử dụng đang chạy vậy nó không hoạt động á chứ. Không, người đang chạy nó không hoạt động rồi trừ khi nào hết nắng. Ừ. Còn ví dụ như mà nắng nhưng mà mình tắt cầu dao mình không chạy thì nó cũng đâu ảnh hưởng gì hả? Không ảnh hưởng gì cả. Dạ. Rồi. Ok. Cứ chạy bình thường thôi, không phải lo gì cả. Có chuyện lo thì con Hạnh nó lo. Cứ cho nó chạy thoải mái. Ủa mà có lên hồ được không? Cho lên luôn đi. Hả? Có 22 hả? Hiện tại nó mới chạy được có 22. Ê, mấy ốc lục giác của nó đâu? Trong cái hộp á. Hồi nãy anh tháo ra mà. Hồi nãy anh Dương tháo cái hộp ra mà. Ủa em hả? Chịu. Cho lên hồ rồi. Hồi nãy 76 mét mà nó lên đoạn đó thêm khúc nữa mà. Giờ phải đi lên trên cái hộp cao lắm. Dạ để em leo lên luôn coi. Ủa không có đường đi lên luôn à? Hả? Dạ hả? Ôi trường cái là té dưới nó bò lên được luôn. Ồ, nước mạnh không? Chạy mới có phân nửa cái tốc độ thôi anh ơi. Nắng không đẹp mà nước nó lên nè. À. Anh nói vô đủ 100 mét dây dài đó. Ống này cũng 34 mà đúng không? Ống này cũng 34 đây. Ôi xin miếng nước rửa tay thôi. Ê, nghe các bạn. Trời thì không có tí nắng nào. Mặt trời thì vừa sáng sáng vậy thôi. Nguyên ngày nay không thấy tí nắng nào. Thì hiện tại mấy anh em tôi thả bơm là 76 mét. Cộng với mấy cái đoạn ống nữa là khoảng trên 100 mét. Hiện tại nước nó lăn lên như thế này. Chạy được 2.200 tốc độ thôi. Chưa chạy được 4.000 nha. Ok chưa? Bạn nào muốn lắp đặt bơm nước năng lượng mặt trời hãy liên hệ với kênh Solo Bơm Hạnh nha. Mình sẽ tư vấn cho bạn một cái hệ nó phù hợp hơn và nó chạy ổn định hơn. Độ sâu, độ cao cỡ nào mình cũng cho lên nước được nha bạn. Chủ yếu cái ống của bạn có chịu nổi không thôi. Sợ vỡ ống thôi. Tại cái này nó ở sâu quá thì áp lực nó xuống sâu rồi áp lực nó sẽ đẩy rất là cao. Ống dễ bị ấy đó, dễ bị vỡ. Những cái trường hợp này là bạn phải đi cái ống nó phải cái đoạn dưới á, ống phải dày. Áp lên tới 10 kg mà.
nước có màu, do giếng mới khoan mà. Giếng mới khoan này khoảng 3 ngày thôi.